started. Drive safe.
em về nghỉ nha. Bên cạnh cái khách sạn này là Amazon, nhà kho của Amazon. Cái này là phía sau của khách sạn. Đây là hồ bơi, hồ bơi của khách sạn nha, có jacuzzi nữa nè, đó. Có hồ nước này gọi là chát á, nó có bọt bong bóng, trời, tắm hồ sướng ha, mấy đứa bé nó bơi. Ở dưới đó là lò sưởi ở ngoài cho khuôn viên này. Những ai mà thấy lạnh đó, thì buổi tối họ sẽ sưởi.